đến từ mọi miền của tổ quốc hết sức xa xôi đã về chung vui với lễ hội của chúng ta. Không có lý do gì mà quê hương Quân Nam chúng ta cũng như các quý khách thập phương lại tiếc những tràng pháo tay dành động viên cho các đô cả. Vâng, xa xôi rồi. Vâng, con cháu Ba Trưng Ba Chiều đâu? Vâng, đô ước là một đô rất trẻ nhưng đã phải chạm trán với một vận động viên nữ kỳ cựu. Với nhiều năm thi đấu, đô nữ cũng đã giành được nhiều giải ở khu vực. Vâng, làm gì được không? Xin toàn thể nhân dân nổi tràng pháo tay thật to, thật dài, thật dài. Vâng, như ban tổ chức nhìn thấy toàn các chị em vỗ tay thôi, còn các ạ, khán giả Nam đâu ạ, cổ vũ cho người Nam đi ạ. Làm gì được không? Tiếp tục kéo vó làm gì không? Lên không? Chưa được. Bước cũng rất khôn ngoan, đang tìm cách chạy bò. Vâng, khi phải thi đấu với một vận động viên nữ, các làm đồ rất khó có thể túm lắm các vị trí nhạy cảm để thực hiện các kỹ thuật. Đây là một bài toán rất khó dành cho đô ước để thực hiện các kỹ thuật của mình. Liệu rằng đô ước sẽ lắm vào đâu và túm vào đâu để thực hiện các kỹ thuật của mình? Đây là một bài toán rất khó. Và các đồ cứ thi đấu công hiến, nhân dân thôn Quân Âm chúng tôi sẽ không tiếc những tràng pháo tay, những bông hoa tươi thắm dành tặng cho các đôi. Hai đôi cố gắng lên, đôi Nhung cố gắng lên, làm gì được không? Vâng, đôi Út cố gắng lên. Chưa được. Vâng, một mẻ cá bị đứt có rồi. Vâng, kéo vào, không cho chạy. Vâng, làm gì được không? Vận động viên Nhung rất khỏe. Vâng, vận động viên Nhung đang tìm cách để sang sau. Vâng, sang sau được rồi. Chưa được. Vâng, rất khôn ngoan. Thất thế là đô Nhung tìm cách phi thân ra ngoài rất nhanh. Vâng, nhắc đô Nhung không được lắm vào đuôi khố của đô ước. Nếu như kéo vào đuôi khố là hỏng hết, hỏng toàn bộ luôn. Đô ước vẫn có chưa có gia đình. Hỏng hết không chén. Chiếc đuôi khố để đảm bảo an toàn cho nhiều bộ phận bên trong. Nên đề nghị các đô không được sử dụng vào đuôi khố. Các đô được phép lắm vào đai khố để sử dụng các kỹ thuật, nhưng tuyệt đối không được lắm vào đuôi khố để kéo vó. Nếu như kéo vào đuôi khố có thể hỏng hết tất cả. Vâng, hai đô tiếp tục. Dạ vâng, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức lễ hội nói chung cũng như mảng vật trong khuôn khổ lễ hội làng truyền thống Quan Âm nói riêng, một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể nhân dân cũng như quý khách thập phương đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để cùng trở về trung tâm giới vật, để cùng theo dõi cổ vũ động viên cho các kèo vật thi đấu xuyên suốt hai ngày hội. Những tràng pháo tay, những tiếng cười của khán giả nói lên phần nào vào sự thành công của hội. Vào ngoài rồi, rất khỏe. Vào nhắc đôi Nhung, chúng ta phải giữ lại đôi ước. Hãy coi đôi ước như những bông hoa nhỏ bé, dễ tàn, dễ vỡ. Vâng, xin mời ai đô, nghỉ giải lao. We'll be right back.
người. Chạy đi đâu đây? Tôi ước một là quay đầu thi đấu, hai là hết đường chạy rồi, không có hai rồi. Vâng, kéo vào rồi. Vâng, làm gì đây? Và Đỗ Nhung đang thi đấu hết sức tuyệt vời. Khống chế được phần chân của Đỗ Nhung rồi. Thôi, dừng chống. Nhắc Đỗ Nhung lần thứ hai không được cầm vào đuôi cổ, hỏng hết. Hỏng hết không chị? Vâng, rất nhiều các đồ thực hiện các kỹ thuật đuôi cổ đã phải đi triệt sản rồi. Nhắc Đỗ Nhung lần thứ hai không được sử dụng đuôi cổ để sử dụng các kỹ thuật kéo vó. Vâng, Đỗ Nhung phải cẩn thận. Đỗ Nhung với sở trường kỹ thuật kéo vó của mình, Đỗ Nhung hãy cẩn thận, hãy bảo vệ cổ quý của mình là trên hết, thắng thua không quan trọng. Trong buổi chiều ngày hôm nay liên tục diễn ra những kèo bật rất hay. Ban tổ chức dự tính sẽ các trận thi đấu sẽ phải kéo dài lên đến khoảng 22 giờ đêm. Lên một lần nữa đề nghị bộ phận ánh sáng giúp ban tổ chức chuẩn bị đèn cao áp để phục vụ nhân dân. Thôi rồi, ước ơi. Trời đã sinh ra Nhung sao còn sinh ra Ước, để hôm nay Nhung và Ước gặp nhau tại giới vật Quan Âm. Vâng, và như vậy xin mời Đỗ Nhung trở về giữa giới. Và như vậy Đỗ Nhung đã toàn thắng giải Lam Nữ trị giá 500.000 đồng. Và xin mời Ido trở về giữa giới để nhận sự đồng viên của ban tổ chức. Vâng, đây là lèo thường trị giá 500.000 đồng. Xét thấy Đỗ Ước với tinh thần thể thao hết sức tuyệt vời, và ban tổ chức cũng đồng viên 200.000 đồng cho Đỗ Ước để Đỗ Ước có thể về khoa sản kiểm tra lại sức khỏe của mình. Vâng, xin được cảm ơn tinh thần thi đấu của hai vận động viên hết sức tuyệt vời. Xin toàn thể nhân dân lòng tràng pháo tay thật to thật rộn rã để cổ vũ. Cảm ơn tinh thần thi đấu của hai vận động viên.